Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 12, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Đời Này Không Đổi của tác giả Lệ Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm giác đau lòng lại ùa về. Tôi cứ thế đứng như trời trồng dưới mưa, không có ý định rời đi. Mãi cho tới khi một hạt mưa rất to đập vào trán, làm bản thân sực tỉnh lại. Lúc đó tôi mới phát hiện ra rằng mình đang đứng ngây trong cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cả người bây giờ đã trở nên ướt đẫm rồi. Trở về nhà thay quần áo, nhận đồ chuyển phát của Mai gửi đến. Tôi vừa bóc ra thì cũng là lúc chuông điện thoại vang lên dồn dập. Nhận cuộc gọi, đầu bên kia cô ấy hỏi tôi: "Cậu đã nhận được đồ mình gửi về cho cậu chưa?" "Vừa mới nhận xong, đẹp lắm, cảm ơn cậu nhé." "Nhớ là phải đeo nhé, cậu không biết đâu. Vị Lạt Ma này năm nay đã 108 tuổi rồi. Ông ấy được người dân ở đây coi như là vị Bồ Tát sống. Cả đời hướng Phật nên những gì được ông ấy làm phép đều rất hiệu nghiệm. Mình phải năn nỉ đúng 3 ngày thầy mới chịu gặp mình đấy." "Rồi rồi, mình biết rồi. Mà bao giờ cậu định trở về Hà Nội với mình hả? Một mình ở nơi này thật sự chán. Không có ai để đi uống rượu đi chơi cả. Không phải bên cậu còn có Trần Khải Duy sao? Mình nghe mọi người đồn là anh ta sẵn sàng gác hết công việc để đưa cậu đi chơi những nơi cậu muốn. Cậu còn không định cho người ta một danh phận à? Người ta vừa đẹp trai, gia đình cũng thuộc danh gia vọng tộc. Quá thích hợp rồi. Mình thấy như bây giờ rất tốt, còn kết hôn á." "Không được không được, mình không muốn đeo gông vào cổ đâu." "Ừ." Tôi mỉm cười đáp lại. Mai thở dài, cô ấy hỏi lại tôi: "Này, thế rốt cuộc đến bao giờ cậu mới định trở về đây? Không lẽ xác định ở bên đó mãi sao?" "Mình thấy bên này rất tốt." "Tốt gì mà tốt, mình thấy cậu đang trốn tránh thì có. Cậu sợ về Hà Nội sẽ gặp lại anh ta, cho nên mới nhất quyết phớt lờ đúng không?" "Cậu đúng là đồ dở hơi. Gặp thì gặp chứ sao, anh ta cũng không phải là thần thánh mà ăn thịt được cậu. Trốn cả đời thì chẳng khác gì cậu thừa nhận bản thân là một kẻ yếu đuối. Với cả mình nghe nói là anh ta cũng sắp kết hôn rồi, với cái cô Phương Anh mà mẹ anh ta gán ghép đó." Những lời sau cùng Mai nói tôi nghe không rõ, trong đầu chỉ có một câu duy nhất lặp đi lặp lại: "Anh ấy sắp kết hôn rồi. Người đã từng hứa ở bên tôi mãi, bây giờ cũng đã sắp kết hôn rồi." Thật buồn cười, trong khi tôi không thể nào ném được hình bóng của anh ra khỏi tâm trí, thì anh lại nhàn nhã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ với Thanh Mai Trúc Mã, một đám cưới hoành tráng và xa xỉ. "An, còn ở đấy không? Cậu không sao đấy chứ?" Tiếng Mai trong điện thoại vang lên lo lắng, tôi định thần trở lại, bình thản nói: "Cũng không liên quan đến mình, cậu kể với mình làm gì chứ?" "Cậu đúng là dở hơi, ngày trước mình tưởng cậu yêu tên Nam đã lụy lắm rồi, không ngờ sang cái tên này, cậu lại bị lão túm lấy hết 9 cái vía, không còn vía nào là sao?" Tôi không trả lời Mai nữa, cúp điện thoại, mắt thất thần nhìn vào chiếc vòng tay mình vừa đeo. Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ rằng cô bé bán diêm là một câu chuyện hạnh phúc. Chỉ cần que diêm nho nhỏ, một đốm lửa nhỏ nhoi, nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ mộng tưởng, mọi thứ bày ra trước mắt. Chỉ là cổ tích vẫn là cổ tích, còn hiện thực thì đốt một que diêm, thấy đôi mắt cay xè, nhưng chẳng thấy kết quả gì. Thứ cuối cùng có thể nhận lấy chỉ là chút tàn tro trên bàn tay. Cũng giống như tình yêu của tôi dành cho anh, cũng giống như những lời ngọt ngào anh dụ dỗ, tất cả chỉ hóa cho tàn. Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc, trời vẫn đang mưa tầm tã nặng hạt. Thực sự trong 3 năm nay, tôi không thiếu người theo đuổi, chỉ là tôi không thể nào trao được tình cảm cho ai nữa, kể cả người đó là Lút. Suốt 3 năm ở đây, anh ấy đã giúp đỡ tôi từng chút, lo lắng cho tôi, chờ đợi tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức độ là tình bạn mà thôi.
Tôi biết lời từ chối của mình làm cho anh ấy buồn, nhưng mà biết sao bây giờ, tôi thật sự không còn cách nào khác. Ngồi làm việc đến gần tối, chợt nhớ ra mình quên không gửi tài liệu cho Lutz, nên tôi vội vã gọi điện cho anh. Nào ngờ còn chưa kịp nói gì, đã thấy người đàn ông đó cười cười nói. Anh cũng đang định gọi cho em, công chúa, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm đấy. Anh đúng là khua môi múa mép, tài liệu của em đâu, anh đã duyệt chưa? Hôm nay là ngày nghỉ mà, em không định để cho anh đi hẹn hò với người yêu à? Định bóc lột sức lao động của anh sao? Ồ, vậy em thật sự xin lỗi, anh cứ đi tiếp đi nhé. Anh đến nhà cô ấy rồi, nào công chúa, em mở cửa đi. Sao lại mở cửa? Thì em cứ mở ra đi. Nghe theo lời Lutz, tôi chạy lại mở cửa. Quả nhiên lúc này anh ấy đã xuất hiện ở bên ngoài với một bó hoa trên tay, nụ cười mê hoặc nói. Công chúa, hôm nay anh mời em đi ăn nhé, được không? Không phải đến nhà người yêu sao? Thế em không phải là người yêu của anh sao? Trước câu hỏi ngược lại của Lutz, tôi biết là mình không thể nào cãi lại được anh ấy rồi, nên đành nhún vai, quay người đi vào nhà thay quần áo, sau đó đi xuống dưới. Lutz dẫn tôi đến một cửa hàng Pháp nổi tiếng. Ở đây không gian thì lãng mạn khỏi phải nói. Có điều hình như lựa chọn cái nơi dành cho tình nhân thế này cũng không hợp lắm thì phải. Đang ngẩn người đột nhiên anh ấy hỏi tôi. Làm gì mà ủ rũ vậy? Đang sót tiền đây à? Đúng đấy, em chỉ là một kẻ dân đen đi làm thuê. Ăn một bữa ở đây bằng một năm em đi làm. Làm sao giống như tổng giám đốc là anh được? Nói cứ như là anh đi nhặt ra tiền vậy, đồ ngốc. Anh chính là nhà tư bản còn gì. Tôi bĩu môi phản bác. Đối diện với một màn ấy, Lutz chỉ khẽ cười. Anh gõ nhẹ tay lên trán tôi hỏi. Tối mai em có rảnh không? Cùng anh đi dự dạ tiệc nhé. Nói thật, anh không hy vọng là em lại viện lý do nào đó để từ chối. Nếu như thế anh cũng không biết mình còn có đủ dũng khí để đưa ra những lời mời tương tự như thế nữa không? Không nhớ rõ đây là lời mời thứ bao nhiêu của anh ấy nữa. Mọi lần tôi đều từ chối với lý do bận nọ kia. Nhưng bây giờ ngẫm lại lời Mai nói, tôi nghĩ có khi mình thật sự phải thay đổi, không nên ác độc với bản thân như thế này nữa. Bỏ qua quá khứ, tìm lấy một bến đỗ mới, hạnh phúc mới, và Lutz cũng là lựa chọn không tồi, phải không? Nghĩ đến đấy tôi mỉm cười gật đầu. Lutz hơi ngạc nhiên, anh than. Anh vốn cho rằng em sẽ lại từ chối, lúc ấy trái tim nhỏ bé của anh sẽ không thể chịu đựng được nổi mất. Anh đừng diễn trò với em nữa. Trái tim của anh chứa bao nhiêu cô, có khi anh còn không đếm được hết ấy chứ. Không nhé, từ trước đến giờ nó chỉ chứa một hình bóng của em thôi, em không tin sao? Cô bé ngốc, em có biết vào cái đêm uống rượu đó anh đã muốn hôn em thế nào không? Bộ dạng của em quyến rũ chết người. Anh thật hối hận vì đã bỏ lỡ nó. Những lời nghiêm túc này của Lutz làm cho tôi không thể duy trì bộ dạng cười đùa được nữa. Đôi mắt chợt nhìn anh ấy đầy nghiêm túc, mất một lúc lâu mới dám hỏi. Anh đã bao giờ nghĩ rằng thực ra em thực sự không hoàn mỹ như tưởng tượng của anh? Không có người nào hoàn hảo cả, mỗi người đều có những khiếm khuyết của riêng mình. Giống như anh đây, có cả đống khuyết điểm. Anh chưa bao giờ cho rằng em là người hoàn mỹ. Thế thì tại sao? Không có tại sao cả. Anh tự mình rơi vào lưới tình của em, bảo anh rút chân ra. Anh rút làm sao được đây? Tôi quay đầu, ngoài trời vẫn còn mưa. Những hạt mưa hắt lên cửa kính, từng giọt li ta li ti, làm ánh đèn đường nhòe đi. Nếu như trong lòng em vẫn không thể quên được những điều đã qua, thì anh có để tâm không? Tất cả mọi người đều có quá khứ, nhưng điều đó không thể hiện cái gì, trừ phi bị mất đi trí nhớ, chứ ai có thể quên được những sự việc đã từng xảy ra. Không ngờ cũng có ngày anh nghiêm túc thế này, em tưởng con người anh chỉ biết trêu đùa người khác chứ. Đấy là em chưa biết thôi, anh thật sự chỉ muốn hái sao trên trời xuống cho em. Đổi lại mong được một lần em nhìn về phía này. Được rồi, vậy anh đi hái đi.
Nói xong câu này, tôi với Luz đều bật cười, cúi đầu ăn một cách thoải mái. Tất nhiên cuối cùng vẫn là Luz trả tiền. Lúc ngồi trong xe, nhìn thỏi son của mình, tưởng là đánh mất ngày trước ở trong xe của anh ấy. Tôi ngẩn người mất một lúc mới cất giọng nói. Cứ tưởng sau bao năm em đã trưởng thành hơn, nào ngờ vẫn chẳng khác lúc trước gì, vẫn hậu đậu quá. Anh nhặt được nó ở đâu vậy? Trên ghế xe, vốn định đưa cho em, nhưng anh cũng bận nên quên mất. Vâng, em không cần phải thay đổi gì cả, cứ là em được rồi. Có nhiều người khi bước vào xã hội thay đổi nhanh chóng quá. Dần dần họ đều mang trên mình những bộ mặt chẳng biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Anh thích em là bởi vì em luôn mang cho đối phương một cảm giác yên tĩnh, không hề thấy khó chịu. Anh lại xem em là người quá vĩ đại rồi. Tôi cười. Thực ra em lại vô cùng ngưỡng mộ những người có khả năng biến hóa linh hoạt. Còn như em, cho dù có thay đổi như thế nào, cũng không khác gì so với lúc ban đầu. Nếu như thực sự có thể thay đổi nhiều như vậy, thì tôi sẽ làm một Lê Thủy An khác. Một Lê Thủy An có thể bỏ qua hết những ký ức của quá khứ, trân trọng những gì có trong hiện tại, đừng có đau lòng về những thứ đã không còn ý nghĩa. Dừng đèn đỏ, tôi định quay sang nói với Luz về chuyện dự án mới của công ty, thì đột nhiên từ phía sau chiếc xe bị đâm một cú cực mạnh. Mặc dù đã thắt dây an toàn, nhưng toàn thân theo quán tính tôi vẫn lao về phía trước, rồi đập vào cánh cửa. Cú va đập làm đầu tôi đau điếng, mọi thứ ong ong lên rồi tối sầm. Đưa tôi vào bệnh viện kiểm tra, sau khi xác định tôi không có gì nguy hiểm, lúc bấy giờ Luz mới buông xuống sự lo lắng trong lòng của mình nói. Sau khi về nhà, nếu em thấy có gì đó không bình thường thì nhớ phải báo cho anh đấy nhé. Hay là tối nay anh ở lại với em? Em không sao đâu, ngày mai vẫn có thể cùng anh đi dự tiệc được. Anh lo cái gì chứ? Em đúng là một cô bé qua loa, thế này anh phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Nếu không cứ để em một mình như thế này, anh không yên tâm. Vâng. Tôi với Luz vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Ra đến hành lang vẫn chưa thấy tài xế của anh đến, nên bèn đứng đó đợi. Những hạt mưa vẫn rơi nặng hạt. Tôi lặng người đưa tay lên hứng chúng, cảm nhận cái lạnh chuyển đến. Đột nhiên lại cảm thấy có chút trống trải. 3 năm rồi. 3 năm rời đi tôi chưa từng quay lại Hà Nội. Không biết thành phố đó bây giờ thay đổi như thế nào nhỉ? Liệu những quán ăn tôi với Vĩ thường ăn họ đã chuyển đi chưa? Hay là mở rộng thêm chi nhánh? Thì ra những ngày tháng qua đều là tôi tự mình dối mình. Hóa ra tôi vẫn nhớ Hà Nội lắm. Vừa nghĩ đến đây, từ phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Giọng nói của cô gái đó vang lên. Anh thật sự không định quay về Hà Nội sao? Dì nói là cuối tuần này anh về, dì có chuyện muốn nói với anh. Dù sao cũng 3 năm rồi, anh đừng giận dì nữa được không? Tiếp đó là một giọng nói trầm vang lên. Kệ bà ấy. Kệ kệ, lúc nào cũng kệ. Đó là mẹ anh đấy. Anh không thể vô tâm với bà như vậy được. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tôi quay đầu nhìn, đúng lúc vừa vặn nhìn thấy Vĩ đi cùng với Phương Anh. 3 năm qua tôi không dám quay về Hà Nội hay sang Mỹ, là vì tôi sợ mình gặp phải anh sẽ không biết đối diện như thế nào. Mỗi đêm ở bên này gặp những cơn ác mộng đáng sợ, tôi đã ước gì anh xuất hiện bên tôi, cúi đầu hôn tôi và bảo với tôi là mọi thứ tất cả chỉ là mơ thôi. Chúng tôi vẫn bình thường, vẫn yêu nhau. Nhưng rồi càng ước càng đau lòng, nhất là lúc này, khi thấy hai người đó, tôi mới biết là phần của chúng tôi quá là ít ỏi. Bắt gặp ánh mắt của anh, tôi đã giấu đi toàn bộ thế giới nội tâm của mình. Tôi nhận ra đôi mắt anh vẫn thăm thẳm và đẹp đẽ như ngày nào, vẫn làm cho đối phương xuất hiện cảm giác áp bức mỗi khi đối diện. Có điều nơi đáy mắt kia phảng phất nỗi buồn man mác. Buồn ư? Anh thì có cái gì để mà buồn nhỉ? Có công danh, có sự nghiệp, có người thương, mọi thứ quá thuận lợi. Anh bày ra cái vẻ này là lại muốn lừa ai đây? Đang không biết phải làm thế nào với cái buổi gặp mặt tự dưng mà đến này, thì đột nhiên Phương Anh hướng đến tôi cất giọng nói. An, là cô thật sao? Thật ra tôi rất ghét cái vẻ mặt giả tạo của cô ta. Tuy nhiên họ đã muốn diễn thì tôi đây cũng không ngại diễn rồi.
Vì thế liền gật đầu nói, chào cô, mấy năm không gặp, không ngờ cô vẫn nhận ra tôi. Tôi cũng thấy bất ngờ, dạo này cô thế nào, có khỏe không thế? Cô làm việc ở đâu vậy, cuộc sống vẫn tốt chứ? Đương nhiên là rất tốt rồi, Phương Anh. Tôi đọc báo thấy bảo hai người sắp đính hôn. Chúc mừng cô nhé. Chúng ta sau này sắp trở thành người một nhà rồi. Tới lúc ấy hy vọng chị dâu đừng chấp nhặt tôi mấy chuyện quá khứ sốc nổi. An đừng nói vậy, tôi vẫn luôn coi An là một người của mình. Làm gì có chuyện chán ghét chứ. À mà đúng rồi, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Bây giờ cùng nhau đi ăn một bữa được không? Không cần đâu, chúng tôi đã ăn rồi. Đây là bạn trai của tôi, anh ấy tên là Lutz, tiếng Việt là Kiệt. Cô thích gọi tên nào thì gọi, anh ấy không để bụng đâu. Nói xong tôi kéo Lutz rất tự nhiên, nghiêng đầu tinh nghịch hỏi anh. Anh, chào mọi người chút đi, kia là anh trai của em, bên cạnh là người yêu của anh ấy. Bọn họ sắp cưới rồi đó, anh nhớ chuẩn bị phong bao thật dày nhé, tới lúc ấy chúng ta cùng về Hà Nội. Trước lời nói ấy của tôi, Vĩ vẫn không hề tỏ ra biểu hiện gì, môi mỏng hơi mím lại, cứ nhìn như muốn khóc sâu vào vết thương của tôi. Thú thật tôi vẫn rất sợ anh, nhưng bên cạnh có Lutz tôi không thể tỏ ra mình yếu ớt được. Anh đúng là lợi hại, nhưng Lutz cũng không phải là nam mà dễ dàng bị anh đạp xuống đế giày. Vì thế tôi muốn bám víu vào anh ấy để chứng tỏ mình vẫn ổn trước hai kẻ đáng ghét này. Về phần Phương Anh, cô ấy à lên một tiếng như hiểu ra điều gì đó, sau đấy gật gù. Bạn trai của An nhìn quen quá, hình như tôi đã thấy anh ấy ở đâu rồi thì phải. À, có phải là tổng giám đốc của tập đoàn Social đúng không? Thật hân hạnh. Lút giữ phong độ đặc biệt nho nhã. Chào cô. Chào anh, chúng ta sắp tới có hợp tác với nhau. Hy vọng là sau này có thể dễ làm việc hơn. Trước lạ sau quen, đều là người nhà, cô không cần phải khách sáo như vậy làm gì. Cuộc nói chuyện tiếp theo đó chỉ có Lút và Phương Anh luyên thuyên đủ thứ. Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, cũng không muốn nán lại nữa nên đành cắt ngang. Chúng tôi còn có việc, đi trước nhé. Được, vậy hẹn gặp lại An. Đối với lời hẹn này của Phương Anh, tôi không đáp lại. Lúc ngồi vào trong xe cũng giống như người mất hồn, chẳng nghe được Lutz nói cái gì nữa. Đầu óc tôi bây giờ toàn là những câu hỏi chạy ngang dọc. Sao Vĩ lại ở Anh Quốc? Sao lại đến bệnh viện? Khám thai sao? Hay là... Nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa vẫn đập vào cửa xe lộp độp. Lutz ép người vào người tôi. Giọng thì thầm làm tôi bấy giờ mới giật mình thoát khỏi mớ lung tung vụn vặt. Này, vừa nãy em đã nhận anh là bạn trai của em rồi. Em không được nuốt lời đâu đấy nhé. Được rồi, biểu hiện của anh hôm nay phối hợp cùng em rất tốt. Em sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Vẫn còn phải suy nghĩ nữa sao? Vậy là cách mạng vẫn chưa được coi là thành công. Biết làm sao giờ, tiêu chuẩn bạn trai của em cao quá, người hoàn hảo như anh vẫn chưa đủ thuyết phục em. Đồ ngốc. Lúc biết là tôi nói đùa nên cũng không có coi đó là lời thật lòng. Khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ, ngón tay đưa ra khẽ bẹo lấy má tôi một cái. Đến khi tiễn tôi về đến nhà, trong lúc tôi đi vào, ở phía sau anh lại đột nhiên nghiêm túc nói với tôi. An, có thể suy nghĩ nhanh hơn một chút được không? Em biết rồi. Ngày hôm đó, bởi vì cuộc gặp không hẹn mà tới này nên tôi lại gần như mất ngủ. Chẳng có thời gian nào tám chuyện với Mai nữa, mà chỉ nằm nhìn chân chân lên trần nhà, đếm từng tích tắc chờ trời sáng mới vén chăn ngồi dậy, pha cho mình một cốc cà phê để uống. Có điều dạ dày lại đau dữ dội, thành ra tôi đến một bước cũng phải gắng sức, mệt vô cùng. Mấy năm qua thực sự tôi sống rất đơn giản, quanh quẩn cũng là công việc, ăn uống và ngủ mà thôi. Thỉnh thoảng vì công việc bận rộn mà quên đi thời gian. Trong nháy mắt, mấy ngày đã vụt trôi đi. Tiếp theo sau là sự lặp đi lặp lại hết sức máy móc. Có những hôm tôi ốm đến vật ra, tôi lọ mọ tìm đống thuốc uống, rồi làm đồ vương vãi hết mọi thứ. Là khi ấy tôi cảm thấy mình yếu ớt thật sự. Lúc mê man mệt mỏi mơ màng thiếp đi, chỉ có một lúc thôi, thế mà tôi cũng mơ thấy Vĩ. Anh vẫn như thế, yêu chiều tôi,
từng bước tiến lại phía tôi, mỉm cười giang tay ra ôm tôi. Nhưng khi tôi đưa tay ra muốn chạm vào mặt anh, thì cả người anh bỗng nhiên biến mất, không chút tăm tích. Chỉ còn một mình tôi đơn độc đứng đó, chẳng còn gì cả. Một kỷ niệm cũng không còn. Ngủ quên đến 10 giờ, tôi mới lại tỉnh lại. Lúc này điện thoại đã hiện lên rất nhiều cuộc gọi của Lutz gọi tới và cả tin nhắn nữa. Tôi ngồi đọc hết một lượt mới nhớ ra là hôm nay bản thân có cuộc họp nên vội vàng bật dậy thay quần áo đi đến công ty. Có điều lúc đến nơi cuộc họp cũng đã xong xuôi. Lutz đang chào đối tác. Nhìn thấy tôi thì khẽ nhún vai một cái, vẫy tay gọi tôi vào phòng. Hành động này của anh đã diễn ra bao nhiêu năm, cũng không hề kiêng nể gì cả. Nên trong công ty gần 3 năm qua đều dấy lên những tin đồn là chúng tôi hẹn hò. Ban đầu tôi còn để tâm đến điều ấy, nhưng dần dần tôi nhận ra, dù mình có giải thích hay là tránh né, thì sự việc vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt, cho nên từ đó về sau liền mặc kệ. Nói gì thì nói thì Lutz cũng là bạn, là người thân nhất của tôi ở nơi này, là người vực tôi dậy, tôi không thể vì mấy lời đồn thổi mà làm mối quan hệ của chúng tôi tệ đi được. Bước từng bước về phía phòng giám đốc, tôi ngồi xuống ghế sofa nói, em xin lỗi, hôm nay em ngủ quên mất. Không sao, lại đau dạ dày đúng không? Vâng, đêm qua em uống một chút rượu, cho nên mới vậy. Đồ ngốc, đã dặn em bao nhiêu lần là phải chú ý đến sức khỏe mà, sao chẳng chịu nghe lời gì thế? Lutz thở dài, sau đó cũng với tay lấy chiếc cặp lồng đặt trước mặt của tôi. Bên trong là cháo gà cùng với trứng muối, cái món mà đích thân anh ấy học nấu và nấu cho tôi. Tôi vừa ăn vừa đọc tin nhắn điện thoại, được một lúc cũng ngước lên nhìn người đối diện, như nhớ ra điều gì đó nói. Xong dự án này, anh cho em nghỉ một thời gian nhé. Anh cũng có ý định nghỉ phép, hay xong dự án này mình nghỉ một thể luôn. Em muốn đi đâu anh đưa em đi. Em về Hà Nội, về thăm nhà với bạn bè, dù sao cũng 3 năm rồi em chưa quay lại. Được, vậy chúng ta cùng nhau về. Cũng được. Tôi hiểu tâm ý của Lutz, nên khi nghe thấy anh nói vậy, bản thân cũng không nói gì thêm. Cúi đầu ăn nốt rồi dọn dẹp trở ra ngoài. Sau 3 năm cố gắng cũng leo lên được vị trí giám đốc bộ phận, được giao những dự án quan trọng. Tôi cảm thấy dường như đây mới thật sự là những điểm mạnh của mình. Với cả còn một phần mà chẳng ai biết được rằng, đó là tôi muốn bản thân mình phải thật giỏi, như vậy mới có thể đuổi kịp được với cái người anh trai tàn nhẫn kia của tôi. Trở về phòng làm việc, vừa lúc nhìn thấy Lucky với Mary đang ngồi buôn chuyện về mình, tôi khẽ cười rồi bước lại nói, nào nào, vào giờ làm việc rồi đấy, có muốn bị trừ lương không thế? Lucky tính cách giống hệt như Mai, hòa đồng và mạnh mẽ, đối với tôi cũng rất tốt, nên mặc dù nghe tôi nói như vậy, nhưng cô ấy vẫn không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn nhí nhảnh lè lưỡi nói. Ai đó bị nói trúng tim đen nên là đỏ mặt rồi kìa. Này An, cậu thử nói nhỏ với mình xem, Lutz có được không? Được cái gì? Thì cái đấy đấy, bao nhiêu phút, đủ làm cậu thỏa mãn không? Anh nói hàm hồ, đầu óc suốt ngày nghĩ lung tung thôi. Anh chàng Mai sao kia làm cậu phật ý cái gì à? Đừng nhắc đến tên khốn đấy nữa, mình đã bảo rồi. Mình sẽ không bao giờ gặp gã cho tới khi gã quỳ xuống chân mình xin lỗi mọi chuyện. Vậy mình có việc cho cậu làm đấy. Việc gì? Sang Mỹ, phía bên công ty đang có dự án hợp tác với LNA. Mình thấy cậu nằm trong danh sách rồi đó. Không phải người nên đi là cậu sao? Sao bây giờ lại chuyển sang mình thế? Mình nghỉ phép. Thú thật vừa rồi, ngồi trong phòng của Lutz, tôi cũng mới biết được là phía bên tập đoàn có hợp tác với LNA trong thời gian sắp tới. Dự án hợp tác của chúng tôi là về nghiên cứu thiết bị kết hợp trí tuệ nhân tạo AI vào tự động hóa quy trình robot. PRA là một phần mềm robot bắt chước hành động của con người để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại mà con người phải thực hiện như xử lý giao dịch, xử lý dữ liệu, thậm chí là trả lời email. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo AI là công nghệ mô phỏng trí thông minh của con người bằng máy móc. RPA và AI đã cộng hưởng với nhau để mang lại những hiệu quả rõ rệt.
giúp các doanh nghiệp giải quyết bài toán hiệu suất vận hành, tối ưu nguồn nhân lực, giảm chi phí. Dự án này nếu thành công sẽ đưa hai tập đoàn lên một vị thế vững chắc hơn và sẽ có mối liên hệ chặt chẽ hơn nữa. Lutz bảo tôi hãy tham gia nó. Nhưng mà tôi thật sự không muốn giáp mặt lại với Vĩ, cho nên là cương quyết từ chối. Có điều sự từ chối này vẫn chưa được duyệt, bởi nó không chỉ được quyết định bởi Lutz mà còn được quyết định bởi chủ tịch của chúng tôi nữa. Ngồi làm việc miệt mài đến chiều, phía bên nhãn hàng cũng mang đến cho tôi một bộ lễ phục màu đen cùng với một tấm thiệp được Lutz nhắn gửi. Tôi ngồi đợi cho các đồng nghiệp về hết mới đi tới nhà vệ sinh để thay đồ, trang điểm lại một lúc, nhìn đi nhìn lại một lượt thấy ổn cũng mới xoay người ra ngoài. Lúc này Lutz cũng đã chuẩn bị xong, anh mặc com lê màu đen vừa vặn, tóc cũng được vuốt lại gọn gàng. Nhìn đi nhìn lại không thể không khen, tại sao tạo hóa lại có thể tạo ra được một người đẹp như vậy nữa. Nếu Vĩ là một vẻ đẹp chững chạc và nghiêm túc, thì Lutz lại mang một vẻ đẹp ma mị quyến rũ, với đôi mắt màu xanh lá trong veo đầy hút hồn. Nhìn bờ vai trần của tôi, Lutz thở dài. Anh cởi áo vest giúp tôi đeo vào, sau đó nói: mặc dù không thích em mặc những đồ hở như thế này, nhưng anh phải công nhận một điều là em rất đẹp. An, anh thật sự không thể bước chân ra được khỏi lưới tình của em rồi. Anh lại soạn bài văn mới đấy à? Nói xem, lần này là học được ở trong bộ truyện nào đây? Đồ ngốc, em không tin là anh có thể nghĩ ra được nó sao? Anh có thời gian sao? Em nghi ngờ lắm. Nếu không tin, sau buổi tiệc này, anh sẽ ngồi cả đêm để nói cho em nghe, em thấy sao? Em rất sẵn lòng. Ý này rất hay. Lutz bật cười thành tiếng. Liệu em có muốn thử một lần không? Rồi anh lại chuyển đề tài. Nhưng nếu như em thực sự không có cách nào quên được người ấy, thì không nên miễn cưỡng. Anh không sợ phải chờ đợi, nhưng anh không muốn em đẩy đọa chính bản thân mình đâu. Em đâu có đẩy đọa bản thân, chỉ là vẫn còn một số thứ không thể từ bỏ mà thôi. Thật sự chỉ có chút xíu thôi sao? Em định lừa mọi người hay lừa chính mình? Lutz thở than. Biết vì sao anh thích em không? Vì sao? Vì cái vẻ mặt đẫm lệ của em, đôi mắt chứa đầy tâm sự của em, làm anh đau lòng. Tôi không hiểu lắm, nghiêng đầu nhìn Lutz chờ đợi. Lát sau anh chậm chậm nói. Lần đầu tiên anh thấy em là khi em vừa vào đại học. Em đứng ngơ ngác không biết bắt xe về nhà như thế nào. Lúc đó anh đã nghĩ trên thế giới này, tại sao lại có một cô gái ngốc nghếch như thế cơ chứ? 18 tuổi rồi, đã đủ tuổi thành một công dân mà đi ra ngoài lại giống như một con rùa rụt cổ vậy. Nhưng việc theo đuổi đi lan, em đã khiến anh nhìn khác về em. Sự kiên cường không chịu thua cuộc của em khiến người ta phải yêu mến. Sau này em trở về Việt Nam, anh cứ nghĩ là em sẽ vui giống như em đã nói. Nhưng không ngờ 3 năm trước gặp lại, em đã không còn là cô gái như trong suy nghĩ của anh nữa. Em bất cần, em không còn cười nhiều, đôi mắt cũng chất chứa biết bao muộn phiền. Lúc đó anh thật sự chỉ muốn là một bầu trời mới của em, nhưng em lại luôn lảng tránh. Vì thế anh chẳng biết mình phải làm sao cả, chỉ có thể đi phía sau em, chờ em thôi. Nghe những lời này của Lutz, những ký ức ngủ quên của tôi lại bắt đầu dội lại. Năm ấy tôi yêu Nam một cách bất chấp, yêu một cách mù quáng nên không hề biết rằng ở phía sau tôi luôn có một người đàn ông lặng lẽ theo dõi tôi từng chút. Anh chăm lo cho tôi, nhìn thấy anh uất ức thì âm thầm đòi lại công bằng cho tôi. Anh tác động với những người làm tổn thương tôi, làm mọi thứ để tôi vui và hài lòng. Đến khi thấy tôi quá đau khổ, anh quyết tâm kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng ấy. Làm cả bầu trời của tôi, ôm tôi vào lòng che chở. Anh cho tôi tình yêu ngọt ngào, anh cho tôi hạnh phúc mà chẳng ai cho tôi được. Ấy vậy mà cuối cùng khi tôi tưởng chừng cuộc đời mình quá hoàn hảo, thì anh lại tàn nhẫn đạp tôi ra khỏi cuộc sống của anh, không nhìn tôi nữa. Khẽ cười nhạt một tiếng, tôi không nói gì. Lutz đột nhiên đánh xe vào sát bên đường. Anh kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt, cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi thì thầm: hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, được không An? Nghe những lời này tôi cảm thấy được yêu thương ấm áp. Sự ấm áp khiến cho một góc nào đó trong tận sâu thẳm trái tim băng giá của bản thân
đang bắt đầu tan ra. Tôi ngước lên nhìn anh, ngón tay run rẩy đưa lên chạm vào đôi mắt màu xanh ngọc của anh, cắn môi hỏi, anh có hối hận không? Không, anh sẽ không bao giờ hối hận. Anh ấy cũng đã nói như vậy, nhưng sau này anh ấy bảo với em là anh ấy hối hận rồi. Anh ấy coi em là một vết nhơ. An, mình đi thôi anh, trời muộn rồi. Tôi vội khịt mũi, quệt nước mắt, hơi đẩy người lút ra. Anh lặng người nhìn tôi mất mấy giây, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại được cảm xúc. Xoa đầu tôi, tiếp tục lái xe. Đây là một bữa tiệc vô cùng xa hoa và hào nhoáng. Những người đến đây đều là những nhân vật có máu mặt ở trong giới kinh doanh của giới siêu giàu trên toàn cầu. Lutz mặc dù mới nổi lên, nhưng danh tiếng của anh ấy được rất nhiều người biết đến. Vì thế khi anh ôm tôi đi vào đã khiến cho rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn. Thú thật đối với một màn này tôi cảm thấy có chút hơi miễn cưỡng, thành ra biểu cảm cũng không được tốt. Cuối cùng vẫn là Lutz khẽ cúi đầu xuống bên tai tôi nói, thoải mái chút đi, em như này người ta lại nghĩ là anh bắt cóc em đến đây đó. Em xin lỗi, hôm nay đúng là em không được tốt thật. Đừng lo, có anh đây rồi. Có điều anh cũng hơi hối hận vì đã đưa em tới đây, nhất định em sẽ thu hút người khác. Thật không? Nếu có thể anh chỉ muốn giữ em là của riêng mình. Cảm ơn anh. Tôi hơi cười, ngửa cổ uống rượu để lảng tránh đi việc phải trả lời Lutz. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Thế rồi bất chợt như một sự sắp đặt, tôi lại nhìn thấy Vĩ. Anh vẫn thu hút người khác như thế, với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và nổi bật. Nhất cử nhất động của anh được mọi người để ý từng tí. Phương Anh bên cạnh cũng không kém cạnh. Cô ta được rèn giũa trở thành một người hoàn hảo để sánh vai bên anh. Đi đến đâu là phát hào quang đến đấy. Khoảng cách không xa, tôi có thể nghe thấy được những lời tán thưởng của đám đông dành cho bọn họ. Chúc mừng, sếp Vĩ. Cậu đúng là giấu kỹ quá. Bao lâu nay chúng tôi tưởng là tin đồn, không ngờ... Chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ chỉ cần nghe lời tuyên bố của cậu nữa thôi đó. Sếp Vĩ, phải đánh nhanh thắng nhanh. Mặc dù bây giờ chúng tôi thật sự không còn liên quan gì đến nhau, nhưng mà nghe những lời này tôi thật sự vẫn bị ảnh hưởng. Chỉ muốn quay đi nhưng đôi chân lại như bị hút sâu vào cặp mắt thăm thẳm như giếng nước đó, không thể tự mình thoát ra được. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi dường như ngừng đập và rồi tôi chợt nhận ra dù tôi có nhắm mắt thì bản thân vẫn có thể phác họa lại từng đường nét của anh, thậm chí mùi thơm trên người anh như thế nào, bản thân vẫn nhớ rất rõ. Đột nhiên cái ôm ở eo tôi mang thêm chút lực. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn thấy Lutz nhìn tôi cười. Anh ôm tôi đi về phía của Vĩ, rất tự nhiên nói. Chào hai người, không ngờ chúng ta lần này lại có duyên với nhau rồi. Phương Anh hơi ngẩn người, nghiêng đầu nhìn sang Vĩ và quan sát một vài giây. Sau đó gật đầu đáp lại Lutz. Chào anh, hôm nay nhìn hai người đẹp đôi lắm. Cô cũng vậy, tôi với An thật sự mong chờ ngày được ăn đám cưới của hai người. Chắc chắn sẽ rất là vinh dự. Chuyện này chúng tôi thật sự chưa có ý định, là do mọi người đồn đại thôi. Tôi không rõ Phương Anh đang trốn tránh thật là vì sợ Vĩ hay là vì cô ta đang diễn trò trước mặt tôi. Thú thật thì tôi cũng không có quan tâm lắm, bởi vì lúc này đôi mắt của tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay của hai người bọn họ. Người đàn ông kia anh cũng từng nắm chặt tay tôi như vậy, thậm chí đã từng làm cho tôi chìm trong khoái cảm. Vậy mà bây giờ, cứ thế, bốn người chúng tôi đều chìm trong im lặng của riêng mình. Mãi cho tới khi có người đến kéo Vĩ, nói với anh về công việc mới xua tan cái không khí ngột ngạt, khiến tất cả đều cảm thấy khó bề chịu đựng. Anh gật đầu khoác tay Phương Anh rời đi. Tôi nhìn theo trong một khắc đã muốn lao lên đuổi theo họ tách họ ra. Nhưng rồi sự thật lại như một cái tát mạnh ép tôi phải tỉnh táo. Người đó đã không còn để tôi vào mắt nữa rồi. Biểu cảm này chân thật đến nỗi khiến cho Lutz nhìn ra điều đó. Anh bước đến bên tôi, đưa hai tay giữ lấy lưng tôi nghiêm túc nói. Em đau lòng sao? Có phải là anh ta không? Em không sao đâu. An, nhìn anh này. Lutz ép tôi không cho tôi quay mặt đi. Sau đó không nói không rằng cúi đầu hôn sống môi tôi.
Nụ hôn của anh làm cho ngực tôi đau âm ỉ, đến cả da thịt cũng bắt đầu căng lên, nước mắt đảo quanh vành mi không nhịn được mà chảy xuống. 3 năm qua anh ở bên Phương anh có hôn cô ta không? Có ngủ với cô ta không? Có làm tình với cô ta không? Tại sao chúng tôi lại thành ra như thế này? Đến bên nhau, nhưng rồi lại không thể bên nhau. Hơi dãy người ra khỏi Lus, tôi theo phản xạ đưa tay lên môi mình chùi đi một cái, né tránh cái nhìn của Lus, mấp máy nói. Trong này ngột ngạt quá, em ra ngoài một lát. Được, có gì thì gọi cho anh nhé, được không? Vâng. Tôi gật đầu, khi nói xong cũng quay người đi về phía quầy phục vụ, xin họ một điếu thuốc, sau đó ra ban công châm lửa hút. Trước kia ở bên Vĩ, anh bảo tôi bỏ nên tôi bỏ, không có động đến. Nhưng sau này sang anh, vì công việc quá bận rộn, rồi những cảm xúc mệt mỏi kéo đến làm tôi không sao được. Lần nữa lại phải tìm lại, quả thật thì khói thuốc mùi rất nồng, hút cũng có hại cho sức khỏe. Nhưng nó lại làm cho tôi tê liệt thần kinh mỗi khi căng thẳng. Nếu không tôi sẽ không biết mình phải làm thế nào để vượt qua được những đáng sợ như thế này nữa. Đang nghĩ đột nhiên bả vai được một chiếc áo khoác phủ lên. Tôi hơi dừng động tác, nghiêng đầu nhìn sang. Thấy Vĩ nhàn nhã đứng bên cạnh, trái tim vô thức thắt lại. Tuy nhiên tôi cũng rất nhanh lấy lại cảm xúc của mình, đưa tay cởi áo trả anh nói. Cảm ơn anh. Nhưng anh làm thế này sẽ khiến cho bạn gái của anh hiểu lầm tôi đấy. Thế nhưng trước những lời chối tay ấy của tôi, Vĩ vẫn chẳng hề để vào tai. Anh dứt khoát khoác lại giúp tôi, lạnh lùng nói. Bên ngoài này rất lạnh. Không lạnh, tôi cảm thấy rất tốt. Đừng hút thuốc. Điếu thuốc trên tay như thói quen bị Vĩ giật lấy. Tôi không có phản ứng nào, đôi mắt rũ xuống nhìn xuống giày của mình. Mục đích cũng chỉ là muốn trốn tránh đi việc phải đối diện với anh. Có điều bên cạnh phảng phất hơi thở có mùi thuốc lá nhẹ nhẹ của anh. Rõ ràng là rất đau đớn, nhưng tôi lại không nỡ từ bỏ. Tham lam muốn nó kéo dài thêm một chút, để tôi có thể gần anh lâu hơn, sống trong quá khứ của chúng tôi lâu hơn. Không thấy tôi nói gì, Vĩ đột nhiên cất giọng nói. Không định về Hà Nội sao? Đến đây tôi không chịu được liền quay sang nhìn anh. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh ẩn ẩn hiện hiện sau làn khói thuốc. Ngón tay dài hờ hững đặt trên điếu thuốc. Động tác thuần thục mà đẹp đẽ. Tôi chưa biết. Ừ, bố của em rất nhớ em đấy. Ông ấy luôn mong em quay về. Anh nói sai rồi, là bố của chúng ta. Tôi cắt ngang lời Vĩ, ngữ điệu cũng mang vài phần gai gắt. Thật lòng tôi không thích cái việc diễn kịch như thế này. Điều ấy chỉ làm cho tôi trở thành một kẻ thất bại và nhục nhã trước mặt anh. Cố nén tức giận tôi nói với anh. Anh trai, cái nhà đó bây giờ là anh với mẹ anh chiếm hết hoàn toàn rồi. Anh nghĩ nó còn chỗ cho tôi sao? Đừng quậy nữa. Mấy năm nay ông ấy thật sự nhớ em. Ngôi nhà đó vẫn là của em, không ai cướp được. Nhớ tôi, không phải các người bắt tay nhau để đuổi tôi đi sao? Bây giờ lại nói là nhớ, thật nực cười. Tôi siết chặt tay, trong lòng bây giờ dâng lên một cỗ tức giận đùng đùng. Sẵn sàng xả ra hết những lời cay nghiệt nếu anh còn nói thêm bất kỳ một lời nào. Thế nhưng trái ngược với tôi, Vĩ vẫn rất vô cùng bình tĩnh. Anh hỏi tôi. Cậu ta rất quan tâm đến em, đúng không? Đương nhiên là rất tốt, tôi không tốt. Chẳng phải là đã vừa ý anh với mẹ anh rồi sao? Các người đừng có mơ. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần em hạnh phúc, vậy là được. Thế này là thế nào? Một nỗi tức giận không tên chợt bùng lên trong lòng. Tôi lập tức rủ lông, nghiến răng nghiến lợi. Ai cần anh chúc phúc? Ai thèm anh quan tâm hả? Không phải anh bảo tôi cút đi sao? Tôi cũng nghe lời anh cút rồi. Anh còn bước đến xuất hiện trước mặt tôi để nói những câu vô nghĩa này làm gì? Lời chúc phúc có thể thể hiện sự khoan dung, sự vĩ đại của anh, nhưng liệu có thể bù đắp được những thương tổn mà anh đã ban cho tôi không? Tôi nói cho anh biết, Lê Đình Vĩ, anh không cần phải dùng cái thái độ giả dối như thế đối với tôi. Cái bộ dạng ấy chỉ khiến tôi càng thêm ghét anh hơn. Trên thế giới này, bất kể người nào cũng có đủ tư cách để nói câu đó. Nhưng anh thì không. Tôi hận anh. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
con làm quỷ tôi cũng không bao giờ. Vĩ cười buồn, anh đưa tay giúp tôi chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung, thì thầm. Hận tôi cũng được, nhưng đừng làm gì khiến bản thân tổn thương. Tôi nhếch miệng, hất mạnh tay anh ra khỏi mình. Đúng, tôi hận anh. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ hận anh như lúc này. Anh lừa tôi, anh kéo tôi xuống địa ngục, sau đó bỏ tôi lại một mình. Mặc tôi vùng vẫy thế nào thì vùng vẫy. Tôi không còn mẹ, bố cũng không còn quan tâm. Nhà chồng bội bạc, anh như một vị thần xuất hiện che chở cho tôi. Tôi đã coi anh là người quan trọng nhất, không ai quan trọng bằng. Nhưng anh thì sao? Anh coi tôi là cái gì? Anh chửi rủa tôi, anh chơi đùa tôi, anh sỉ nhục tôi. Tôi hận anh, nhưng tôi vẫn ngu xuẩn. Cho dù bị như thế, vẫn luôn nghĩ về anh, yêu anh, chưa bao giờ quên anh. 3 năm nay tôi đều cô độc, đêm nào tôi cũng giật mình thức giấc. Tôi luôn cho rằng chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, nhưng lần nào cũng chỉ thấy toàn một màu đen. Anh có hiểu cái cảm giác thất vọng ấy không? Tôi vừa muốn gặp anh nhưng lại vừa sợ phải gặp anh, sợ phải đối diện với cái việc tôi là em gái ruột của anh. Tôi đã cùng với anh trai của mình loạn luân, anh hiểu không hả? Nói đến đây tôi bật khóc dữ dội. Vĩ muốn đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi lập tức tránh né, lùi lại mấy bước. Tôi không cần sự thương hại của anh trai ạ. 3 năm trước anh nói như thế nào, thì bây giờ anh cứ làm như thế, đừng xuất hiện trước mặt tôi nói những lời vô nghĩa. Tôi không nghe nổi. An, anh đừng gọi tên tôi, bởi vì anh càng gọi, thì tôi càng cảm thấy ghê tởm bản thân của mình hơn. Vì không muốn giáp mặt với Vĩ, nên tôi chỉ còn cách lấy điện thoại ra nhắn tin cho Luz, báo là mình phải về, sau đó vội vã đi ra ngoài bắt taxi. Bước chân tôi vô cùng gấp gáp, thậm chí là còn suýt chút nữa ngã xuống, nhưng tôi vẫn không hề quan tâm đến hậu quả đến với mình như thế nào. Tôi chỉ quan tâm duy nhất một điều là tôi phải rời khỏi đây, tôi cần về nhà để yên tĩnh lại, như thế bản thân mới có thể bình ổn được cảm xúc của mình. Cứ thế xe chạy được nửa tiếng cũng đưa tôi về đến sảnh chung cư. Theo quán tính tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc BMW của Vĩ đỗ cách một đoạn. Những ngón tay vô thức siết chặt lại. Từ khách sạn về đây anh luôn đi theo tôi. Anh luôn tự cho mình cái quyền làm tất cả mọi thứ. Còn tôi thì có chửi rủa hay tức tối như thế nào cũng không làm cho anh ảnh hưởng. Thậm chí là trực tiếp bỏ ngoài tai. Rốt cuộc anh làm như thế để được cái gì? Thay đổi được cái gì? Không lẽ từng ấy đau khổ tôi phải chịu đựng vẫn chưa thể làm cho anh cảm thấy hả hê hay sao? Không lẽ tôi thật sự phải chật vật khổ sở thì mới làm cho anh thỏa mãn? Càng nghĩ tôi càng không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Có một khắc bản thân còn vô thức bước lên vài bước hướng về phía của anh. Nhưng rồi thật may vào đúng lúc ấy, Luz lại gọi điện tới cho tôi, hỏi tôi đã về đến nhà an toàn chưa, có gặp chuyện gì bất trắc không. Đã giúp tôi thoát ra khỏi cơn mơ mộng mị, trực tiếp quay người đi vào nhà. Vào đến nơi tôi đi thẳng vào nhà tắm qua loa một chút, sau đó trở ra ngoài rót cho mình một ly rượu đầy uống cạn. Tôi mới trở về giường lấy điện thoại nhắn tin cho Mai, kể về chuyện đã gặp Vĩ. Rất nhanh, đầu dây bên kia cô ấy gọi lại hỏi tôi. Cậu thật sự đã gặp anh ta rồi à? Anh ta có nói gì không? Có gây khó dễ gì cho cậu không? Không, chỉ đơn giản là gặp thôi. Chỉ đơn giản là gặp thôi á? Tại sao mình lại cảm thấy ở đây có cái gì đó không được bình thường cho lắm? Cậu ở anh, chuyện này mình không hề nói với ai. Vậy tại sao anh ta lại có thể biết được chứ? Không lẽ 3 năm qua anh ta luôn theo dõi cậu? Mình cũng không biết. Quả thật tôi cũng không biết vì sao Vĩ lại tìm được nơi làm việc của tôi, hay tất cả chỉ là trùng hợp. Về chuyện này tôi thật sự nghĩ mãi không ra nên cũng không muốn nghĩ nữa. Đơn giản vì chỉ cần nghĩ về anh là cảm xúc của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Tựa như buổi tối hôm nay tôi đã uất ức đến nỗi xả hết nỗi lòng của mình ra, để lộ sự yếu ớt vốn có của mình. Chắc là anh cảm thấy tôi thất bại lắm. Có khi bây giờ còn đang cười cợt, chửi tôi là một con ngu không hơn không kém đấy chứ. Bên tai lại vang lên giọng nói của Mai, cô ấy hỏi tôi. Thế rồi ý của cậu như thế nào? Có bình thường với anh ta không? Mình không muốn nói chuyện. An, mình ổn, đừng quá lo lắng. Mình đã quên hết mọi chuyện rồi.
Hay là mình sang bên đó với cậu nhé? Không cần đâu, mình ổn mà. Tôi từ chối đề nghị của Mai. Sau đó ngồi nói chuyện thêm với cô ấy một lúc, cũng mở máy tính ra làm nốt công việc của mình. Trời về khuya càng thêm yên ắng, cô tịch. Tôi vì cảm xúc không ổn nên chẳng buồn ngủ. Thành ra bản thân cứ như vậy chôn mình trong bóng tối. Thi thoảng ánh mắt sẽ chân chân nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa kính. 3 năm trước, luôn có một người đàn ông khẽ mắng tôi những lúc tôi thức khuya làm việc. Thậm chí thấy tôi mệt mỏi, người đó đã nói rằng em không cần làm gì, chỉ cần bên tôi là đủ. Những lời nói ấy ngọt ngào làm sao. Chỉ tiếc là bây giờ đã cũ, mọi thứ rạn nứt rồi. Có gắn lại cũng sẽ không còn nguyên vẹn như trước nữa. Hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi không khỏi nản lòng. Ánh mắt Vương đầy mệt mỏi. Tôi lại quay người rót cho mình một cốc rượu nữa, sau đó ngửa cổ uống cạn, bước chân cũng chậm chạp đi về phía ban công. Gần 1 giờ sáng, sương đêm phủ xuống mang theo hơi lạnh. Tôi hơi rùng mình, năm đầu ngón tay theo thói quen giơ lên hứng lấy ánh sáng bàng bạc từ trên cao chiếu xuống. Tôi ngắm nhìn bầu trời đêm trên cao vài phút để ổn định lại tâm trạng. Lúc ánh mắt rũ xuống, vô tình thế nào lại thấy được thân ảnh cao lớn lẳng lặng đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng. Người đó châm thuốc dưới ánh lửa, đầu lọc lóe sáng phút chốc rồi dần dần tiêu tan, biến thành ngọn lửa màu vàng cam đầy cô tịch lẫn lẻ loi. Là Vĩ. Anh vẫn không hề rời đi, vẫn đứng đó mặc cho ngoài trời đã bắt đầu lất phất những hạt mưa bụi. Dáng người cao lớn không hiểu sao lúc này lại thấy cô đơn đến lạ. Thú thật, lúc này tôi thật sự muốn chạy xuống kéo anh vào trong, chửi anh một trận thật lớn rằng anh có muốn chết thì đi tìm chỗ khác mà chết, chứ đừng có ở đây hành hạ tôi. Nhưng rồi tôi đều không làm được gì cả. Tôi chỉ biết đứng im đó, siết chặt ly rượu trên tay, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Đúng vào lúc này điện thoại lại đổ chuông, là số của anh. Cái số điện thoại tôi không dám gọi vào suốt 3 năm qua, cuối cùng cũng nhấp nháy trên màn hình. Lưỡng lự một lúc, tôi cũng nhấc lên nghe, không biết phải nói như thế nào, thì anh ở đầu bên kia đã nhận máy, giọng cất lên trầm trầm mang theo tiếng khàn nhẹ. Sao không ngủ đi? Trong nháy mắt, tay tôi nắm thật chặt chiếc điện thoại, các ngón kịch liệt run rẩy, rất muốn vươn ra nhấn nút tắt. Nhưng thế nào vẫn không làm được. Ánh mắt thâm thúy của Vĩ sáng lên trong bóng đêm, tràn đầy sự yêu thương và hoài niệm. Một tay anh cầm máy, một tay vẫn kẹp điếu thuốc lá còn cháy đỏ. Dáng người cao lớn dựa vào chiếc ô tô đắt tiền, động tác tùy ý. Anh lặng lẽ quan sát tôi, khuôn mặt tranh sáng tranh tối không nhìn rõ được biểu cảm như thế nào. Chỉ biết rằng giọng nói nhẹ nhàng truyền qua điện thoại bên tai, nhất thời làm lồng ngực tôi nhói lên một chút. Ngủ sớm đi, anh đi về đi. Ừ, đừng uống rượu nữa. Để lại cho tôi mấy lời, Vĩ cũng nhanh chóng tắt máy. Sau đó anh không nhìn tôi thêm một giây nào nữa, phóng xe đi khỏi. Tôi đứng ở ban công nhìn theo, nhìn từng làn khói trắng cuộn lên rồi tan dần trong không khí. Đôi môi hơi mím lại, rồi thở hắt ra mấy hơi thật dài. Hôm nay tôi thật sự đã làm đổ bức tường bản thân đã xây dựng rồi. Cuối tuần trong lúc đang ngủ nướng, đột nhiên cả người tôi bị kéo dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu, nhìn thấy Luz, một thân quần áo chỉnh tề, ngữ điệu không khỏi mang theo chút phụng phịu, ngái ngủ nói. Sao anh lại ở đây? Đến đưa em đi ăn, công chúa. Em quên là chúng ta có hẹn sao? Vậy à, sao em không nhớ gì nhỉ? Ngoan, dậy đi, anh đưa em đi ăn. Hôm nay anh mời, em yên tâm là không phải mất tiền đâu. Anh rủ bừa một cô của anh đi, em buồn ngủ lắm. Có thật buồn ngủ không? Nếu vậy anh ở lại ngủ cùng với em nhé. Nói đến đây, Luz cũng khóa tôi trong vòng tay của mình. Đôi mắt nhìn xuống mang theo một tia ham muốn rõ ràng. Mà tôi lúc ấy cũng thật sự bị nó dọa sợ. Vội vàng chống tay lên ngực anh ấy nói. Rồi rồi, em dậy là được chứ gì, anh đúng thật là... Em có 10 phút thôi đấy. Vâng. Đúng 10 phút không hơn không kém, tôi cũng sửa soạn xong. Chúng tôi cùng nhau đi xuống dưới. Lúc ngồi vào xe, Luz hỏi tôi.
Em muốn ăn gì? Lẩu đi, lâu rồi em cũng không được ăn. Được, vậy cùng đi ăn lẩu. Quyết định được đưa ra rất nhanh. Lúc cũng không quá khó về việc chọn quán, nên chỉ di chuyển khoảng nửa tiếng, chúng tôi cũng tìm được một quán chuyên về lẩu của người Hoa. Quán rất đông, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy còn bàn trống nào. Nhưng có lẽ vì quen biết nên khi quản lý thấy chúng tôi, đã nhanh chóng bước lại, rồi đưa chúng tôi lên một căn phòng VIP. Từ đầu đến cuối, nhân viên phục vụ phải nói là nhiệt tình vô cùng, làm cho tôi không khỏi cảm thán trêu Lúc. Anh này, có khi nào anh ngấm ngầm ghi sổ nợ với em, sau đó một ngày đẹp trời anh đòi nợ em không? Tới lúc đó em thật sự không có tiền để trả anh đâu. Sợ như vậy à? Đương nhiên, lần nào đi với anh cũng được đối xử một cách đặc biệt như thế này, chắc anh tốn cũng không ít tiền đâu. Đừng lo, tiền anh làm ra không nhiều, nhưng đủ để cho em một cuộc sống sung túc. Càng ngày level tán gái của anh càng lên cao rồi. Thế này em làm sao thoát ra được đây? Tôi giả bộ than, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống ăn tiếp. Sau khi xong thì Lutz lại dẫn tôi đi bộ ở những con phố nhỏ của London. Thành ra khi về đến nhà, trời cũng đã tối muộn. Tôi chẳng mời anh lên nhà nữa mà cất giọng nói. Đến đây được rồi, anh về đi. Nói xong tôi cũng quay người đi vào. Có điều vừa bước được một vài bước lại bị Lutz kéo tay lại. Tôi ngạc nhiên nhìn anh hỏi. Sao thế? An này. Sao vậy? Tôi ngẩn người hỏi lại. Lutz không nói gì nữa. Anh kéo mạnh tôi ôm chặt vào lòng. Ánh mắt rực lửa đang chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt này của anh làm cho tôi giật mình. Còn chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi nóng bỏng của anh đã cúi xuống. Chạm vào môi tôi. Nhẹ nhàng giống như nâng niu một chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ. Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi được vòng tay săn chắc ấy. Vẫn như cũ, trái tim trở nên đau âm ỉ. Đau lòng nhìn người đối diện. Thật ra không phải là tôi chê anh. Chỉ là trái tim tôi phản tôi không thể trao được tình cảm cho bất kỳ người nào khác. Cũng như là chấp nhận thân mật một cách nghiêm túc với người khác. Siết chặt hai tay tôi nhìn Lutz, cuối cùng không thể không nói. Lutz, em không thích người khác ép buộc mình. Em... Anh xin lỗi. Được rồi, anh nhìn anh kìa. Để người khác biết được em làm anh đau lòng, họ lột ra em thì sao? Tôi trở lại trạng thái cười đùa bình thường, cố gắng tỏ ra mình ổn. Sau đó cũng đẩy Lutz đi về phía xe của anh ấy. Chờ anh ấy phóng xe rời đi, lúc bấy giờ bản thân cũng mới quay người đi lên lầu. Ngày hôm sau vì có cuộc gặp mặt với bên LNA, nên tôi phải đến công ty từ rất sớm để cùng với mọi người chuẩn bị lại giấy tờ. Bận bịu gần như tất bật, quên luôn cả việc ăn sáng. Mặc dù đã cẩn thận vô cùng, thậm chí đã kiểm tra đi rất nhiều lần. Nhưng tôi vẫn không thể nào ngờ được sau nửa tiếng thuyết trình, thứ chúng tôi nhận được lại là lời nói chê bai thẳng thừng của Vĩ. Đây chính là thứ mà các người cho là rất tốt. Cố ý, chính anh là cố ý. Tôi siết chặt tay, cố không để bản thân mất bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi anh. Tổng giám đốc Vĩ, không biết anh không hài lòng ở chỗ nào, có thể chỉ ra cho chúng tôi được không ạ? Tất cả. Sao cơ? Tôi nói là tất cả. Một công ty toàn nhân tài nhưng lại làm ra một bản kế hoạch hời hợt như thế này. Tôi thật sự nghĩ mình phải nên xem xét lại về chuyện hợp tác này đấy. Vậy, làm lại. Nếu cơ hội lần sau các người không làm được, thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Nói xong, Vĩ chẳng nán lại thêm một giây nào, đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người trong phòng chờ bóng dáng của anh khuất đi hẳn cũng bắt đầu trở nên nhào nhào nói. Sao lại hủy hợp đồng? Vị giám đốc này đang làm khó chúng ta sao? Bản kế hoạch này rất tốt mà, đích thân An làm, tổng giám đốc cũng duyệt qua, làm gì có chuyện dẹp bỏ như tờ giấy nháp chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Tổng giám đốc đi công tác rồi, không lẽ chúng ta phải gọi anh ấy về sao? Đừng gọi anh ấy, để tôi đi tìm bọn họ nói chuyện, mọi người trở lại làm việc đi. Bản kế hoạch này thật sự không có vấn đề, mà người có vấn đề ở đây là tôi với Vĩ. Anh cố tình dùng cái cách đó để làm khó tôi, bởi anh biết phía bên social coi trọng sự hợp tác này như thế nào, nên anh tin chắc tôi sẽ phải tìm đến anh để nói chuyện, giống như năm đó. Tôi bị anh từ chối kịch bản
vì không muốn đồng nghiệp bị mất thường nên phải đến tìm anh để năn nỉ mặt dày. Bây giờ chuyện này lại một lần nữa quay lại rồi. Nghĩ đến đó tôi cũng ổn định lại tinh thần. Cầm bản kế hoạch đi ra ngoài, lúc kia nhìn tôi, cô ấy sặn dò. Cậu nhớ cẩn thận nhé, cái vị tổng giám đốc này không dễ như lút đâu. Đừng lo, mình sẽ không để mất hợp đồng này đâu. Tôi gật đầu, bước chân cũng vội vã đi về phía thang máy. Lúc đuổi xe đến nơi, vừa vặn cửa xe của Vĩ đóng lại, tôi hoảng hốt đi tới chặn lại. Trên trán lúc này đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Tuy nhiên tôi cũng không bận tâm mà chỉ nói: Tổng giám đốc Vĩ, anh có thể cho tôi biết anh không hài lòng ở chỗ nào không? Chúng tôi sẽ sửa tới khi anh vừa ý thì thôi. Tôi cảm thấy câu nói này của mình ở thời điểm này thật sự phù hợp, nhưng khi lọt vào tai Vĩ, nó lại làm cho anh không vui. Cụ thể là sắc mặt của anh trở nên lạnh lùng khắc nghiệt. Bước ra khỏi xe, đưa tay nâng cằm tôi lên đối diện với mình, miết mạnh xuống môi tôi nói: Em gọi tôi là cái gì? Em gọi lại lần nữa xem. Anh cảm thấy cư xử của tôi không tốt sao? Vậy theo anh tôi phải gọi như thế nào? Tôi thì cảm thấy chuyện xưng hô đều không quan trọng. Cái quan trọng là tôi muốn anh chỉ rõ cho tôi hiểu bản kế hoạch không tốt ở đâu thôi. Em cảm thấy em đuổi theo tôi sẽ có thể đem hợp đồng về báo cáo với công ty sao? Vĩ nhìn sâu vào mắt tôi. Ai cho em cái tự tin như thế? Tôi nắm thật chặt văn kiện, ngước mắt lên cố kiềm chế tâm tình của mình, mở miệng nói: Anh trai, anh muốn hành hạ tôi thì cứ nhắm vào tôi, đừng có nhắm vào công ty của tôi. Lên xe đi. Anh, không phải em muốn bàn chuyện sao? Vậy thì lên xe đi, biết đâu làm tôi vui, tôi sẽ suy nghĩ lại. Thế đấy, dù là 3 năm trước hay là 3 năm sau thì tôi cũng không bao giờ cãi lại được với người đàn ông này. Tôi có thể trưởng thành, tôi có thể tiến bộ, nhưng so với sự bản lĩnh và kiêu ngạo tàn ác của anh, mấy cái đó vẫn chẳng là gì so với anh cả. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhắm mắt ngồi vào xe của Vĩ. Tự nhủ bản thân là trong quá trình di chuyển, bản thân nhất định sẽ hỏi anh cho bằng được lý do. Chỉ là mọi chuyện đều không thuận lợi như thế, vì tôi có hỏi bao nhiêu câu thì anh vẫn không hề trả lời tôi một câu nào cả. Di chuyển gần một tiếng, lái xe cũng dừng lại một nhà hàng. Tôi theo Vĩ đi vào trong, kiên nhẫn ngồi chờ anh gọi món, gọi đồ, nói chuyện điện thoại, tới khi xác định anh đã thật sự rảnh, bấy giờ bản thân mới lần nữa ngẩng lên nhìn anh nói: Bây giờ anh đã có thể nói chuyện với tôi được chưa? Em ăn đi. Lê Đình Vĩ, tôi đi theo anh không phải là để ăn với anh hay là tám chuyện với anh. Cái tôi muốn là công việc, anh có thể đừng làm khó tôi được không? Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của Vĩ trở nên lạnh lùng. Anh buông đũa xuống nói: Nhưng tôi thì có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Chuyện để nói, tôi với anh thì có gì mà để nói? Không lẽ anh lại muốn sỉ nhục tôi lần nữa? Tôi ngẩn ra một lúc, tiếp đó bật cười thành tiếng, tỏ vẻ không quan tâm. Vĩ vẫn giữ nguyên thái độ, anh đẩy ghế đi lại về trước mặt tôi. Nụ cười yếu ớt của anh lộ ra đầy vẻ nguy hiểm sâu xa nói: 3 năm không gặp, ai cho em cái quyền gạt tôi ra khỏi cuộc sống của em, lại còn đi thân mật với người đàn ông khác? Tôi không trả lời câu hỏi của Vĩ, mắt nhìn sang hướng khác tránh né anh, cố điều chỉnh trong lòng mình. Còn anh yên lặng quan sát tôi, sau đó vươn tay giữ chặt lấy cằm tôi, ép tôi đối diện với mình, sau đó không nói không rằng cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn của anh mang theo sự tức giận, ngấu nghiến như muốn nghiền nát tôi, làm tôi đau đến ứa nước mắt, dãy ra không nổi. Mọi sự phản kháng đều không có ý nghĩa gì. Tới khi anh buông ra, cả người tôi đã gần như mất hết sức lực. Anh siết chặt lấy eo tôi, ngữ điệu như cảnh sát hỏi cung tội phạm: Thằng đó đã động vào em chưa? Có động hay không cũng là chuyện của tôi. Anh trai, anh không có quyền chất vấn tôi, và tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Ánh đèn sáng chói chiếu lên trên người của anh, bộ quần áo tây trang tối màu phát ra ánh sáng u ám, giống như sa tăng địa ngục, càng khiến cho Vĩ thêm phần hung ác. Thế nhưng khác hẳn với việc tức giận như vừa nãy, anh đã dịu ánh mắt của mình xuống, ngón tay vuốt má tôi nhẹ nhẹ, nụ hôn rơi xuống môi tôi, mang theo đầy sự nâng niu tình cảm,
thì thầm bên tai tôi. An, tôi thật sự rất nhớ em. 3 năm qua, tôi không nhớ mình đã biết bao nhiêu lần khao khát lời nói này của anh. Khao khát được vòng tay của anh ôm vào lòng mình như thế nào, giúp trong lồng ngực anh ngủ ra sao. Những lúc yếu đuối tôi đã nghĩ đến việc nếu gặp anh tôi nhất định sẽ bỏ qua hết tất cả mọi chuyện để được bên anh, cùng anh vượt qua khó khăn. Nhưng mà bây giờ đối diện với lời nói anh nhớ tôi, sao tôi lại thấy những lời này thật sự chua chát làm sao, đau lòng làm sao. Năm xưa chính anh là người ruồng bỏ tôi, anh đuổi tôi có cầu xin như thế nào anh không mảy may để ý. Chưa kể rào cản lớn nhất giữa tôi với anh không phải là người thứ ba hay là hiểu lầm gì, mà là quan hệ máu mủ. Chúng tôi là máu mủ ruột thịt, yêu nhau đến mấy cũng làm sao mà ở bên nhau được. Nghĩ đến đó, tôi nâng đôi mắt run rẩy của mình lên nhìn Vĩ, nhìn thật lâu sau đó cũng cười nhạt nói: anh trai, anh lại định giở trò gì đây? Không lẽ cái cô vợ sắp cưới của anh không làm cho anh thỏa mãn được nên anh lại bắt đầu giở quẻ quay sang tôi à? Càng ngày càng hung dữ em đúng là. Anh đừng làm như anh hiểu tôi lắm. Vậy theo em, còn ai hiểu em bằng tôi? Vừa nói Vĩ vừa nhìn tôi quan sát, thái độ tự tin hiện rõ. Tôi bị đánh bẹp, sự hung dữ bây giờ không còn một trọng lượng nào nữa, cuối cùng chỉ còn lại sự chùn bước, nhẫn nhịn. Anh nói đúng, cuộc đời này của tôi, người người chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của tôi. Những sự giả tạo mà tôi cố gắng tạo ra cho mình để gồng lưng chống chọi với sóng gió cuộc đời. Còn anh là người hiểu tôi rõ nhất, từ việc tôi suy nghĩ cái gì, tôi phân vân cái gì, sợ hãi cái gì. Thời gian ở bên nhau tôi chưa bao giờ nói với anh, nhưng anh chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhìn ra được và giúp tôi giải quyết một cách triệt để hoàn toàn. Vì thế đoạn đường tôi đi lúc nào cũng bằng phẳng, tựa như cái vụ việc lùm xùm giữa tôi và Linda và Vi. Mặc dù tôi bảo là để tôi giải quyết, nhưng phía sau lưng anh vẫn âm thầm đứng ra chống lưng cho tôi. Tôi không rõ được là anh đã làm những điều gì với họ. Tôi chỉ biết Linda đã tìm đến Mai, nhờ Mai cho cô ta nói chuyện với tôi. Cuộc nói chuyện ấy diễn ra khá lâu. Từ đầu đến cuối cô ta tỏ ra ăn năn hối lỗi vô cùng, không ngừng xin tôi tha thứ, hứa từ giờ sẽ không bao giờ làm gì động chạm đến tôi nữa. Quả thật chuyện này đến quá bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi Mai còn bảo với tôi rằng cô ta mặt dày một tuần liền cầu xin Mai chỉ mỗi việc là muốn nói chuyện với tôi. Kể cả có bị cô ấy chửi hay đuổi vẫn không chùn bước. Thú thật lúc đó tâm trạng tôi bị Vĩ ảnh hưởng, nên cái chuyện dâu dưa liên quan đến Nam bản thân chẳng muốn nhắc tới nữa, ậm ờ vài câu rồi tắt máy. Đến bây giờ tôi cũng không rõ được là những người đó đã đi đâu, Nam đang làm cái gì nữa. Cứ thế bữa cơm của chúng tôi gọi lên hầu như chẳng ai động đũa. Suốt cả một thời gian dài ấy đều là khoảng thời gian tôi với Vĩ giằng co đối mặt với nhau. Anh luôn là người chủ động, còn tôi là người bị động, không tự quyết được bất cứ một cái gì mà chỉ được phép nghe. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Đời Này Không Đổi của tác giả Lệ Tuyết. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 13 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.